tiếp quản Man United với tư cách tạm quyền. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, Ole Gunnar Solskjaer được chính thức dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford sau chiến thích Paris vào tháng 3 năm ngoái. Cho đến nay, ông đã cán mốc 100 trận cùng bầy quỷ đỏ. Và để xem, vị thuyền trưởng sinh năm 1973 đã làm được gì, rồi thành tích đó có hơn những người tiền nhiệm hay không. Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục của Bóng đá 24 giờ và trên Pitch hôm nay. Chúng tôi đã lược dịch một bài viết dài từ trang báo The Athletic để chia sẻ với mọi người về câu chuyện chúng ta đang bàn tới. Nào hãy cùng bắt đầu ngay thôi! Tối chủ nhật tuần trước, huấn luyện viên Solskjaer đã cán mốc 100 trận đấu với United, điều mà ông mô tả như một sự ngạc nhiên tương đối lớn. Dù vậy, đó là cột mốc mà chiến lược gia người Na Uy đã tiếp cận với tinh thần tích cực sau những chiến thắng ấn tượng trước Newcastle, PSG và Leipzig. Tuy nhiên, cuối cùng thì United đã tạo ra một màn trình diễn tồi tệ trên sân nhà trước Arsenal. Đội hình kim cương ở khu vực giữa sân với Pogba không còn hữu dụng, đến mức ý tưởng xây dựng hàng tiền vệ xung quanh anh dường như lại trở nên rủi ro. Sau trận thua đau đớn này, sự tranh cãi lại nổ ra với Solskjaer rằng liệu ông có đang thể hiện tốt trong những hoàn cảnh khó khăn hay liệu có ai khác sẽ làm tốt hơn nhiều với những cầu thủ này và dưới chế độ hiện tại của nhà Glazers. Điều đó bây giờ là vô ích và sự thật cho thấy rằng sự hạn chế của ông đều xuất hiện khá rõ ràng. Trong 100 trận đấu đầu tiên của Solskjaer, Man United đã thắng 55, hòa 21 và thua 24 trận. Kỷ lục đó thực tế là không có gì đáng để tự hào. Ông đã thắng 32 trong số 65 trận đấu ở Premier League cho đến nay và 22 trong số 52 trận kể từ khi được bổ nhiệm chính thức vào tháng 3 năm 2019. Có một điều tích cực ở mùa giải năm ngoái, đó là Man United khởi đầu rất chậm chạp nhưng băng băng về đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League. Họ cũng đã lọt vào bán kết của 3 giải đấu cúp là FA Cup, Carabao Cup và Europa League. Về mặt đối đầu với các đội bóng lớn, bởi quỷ đỏ đã 4 lần đánh bại Chelsea, 3 lần hạ gục Man City, rồi 2 lần khiến cho PSG ôm hận cho đến nay. Nếu những nghi ngờ ban đầu về sự phù hợp của Solskjaer, người đàn ông này đã đưa ra một số câu trả lời khá ấn tượng. Chiến thắng trên sân khách trước PSG vào tháng trước là một ví dụ điển hình về sức mạnh của đội hình dưới trướng Solskjaer khi họ chơi đúng phong độ. Đó là một hàng thủ chắc chắn, đội hình được tổ chức tốt, một hàng tiền vệ làm việc chăm chỉ và một tuyến tấn công tốc độ và sắc bén để làm tổn thương đối thủ. Nhưng nếu kỳ vọng sau vài tháng đầu tiên đó là Man United của Solskjaer sẽ phát triển thành một đội bóng toàn diện, có khả năng thống trị đối thủ bằng cách tiếp cận thiên về tấn công, thì điều đó chỉ xảy ra một cách thiếu nhất quán và thường xuyên. Có thể thấy sau 100 trận, United vẫn thiếu một thứ bản sắc nhất định. Điều này không đáng ngạc nhiên khi nghĩ về tầm nhìn bóng đá của câu lạc bộ và nó phản ánh nhiều hơn về sự thối nát đến từ thượng tầng. David De Gea và Pogba và có thể là Martial cũng như Rashford được cho là những trụ cột dưới thời của Solskjaer. Nhưng công bằng mà nói, sơ đồ tổng thể sẽ không liên quan đến đội hình 3-5-2 đã hoạt động quá hiệu quả trước PSG hay viên kim cương giữa sân trước Leipzig. Tháng 12 năm 2018, Solskjaer có nói về tư tưởng bóng đá của mình. Ông chia sẻ, triết lý của tôi là bạn phải có chiều rộng khi thi đấu. Ông cũng nói thêm rằng, trong một đội hình thiếu những cầu thủ chạy cánh, United ban đầu tìm kiếm các hậu vệ biên để cung cấp những thiếu hụt. Đối với tôi, điều quan trọng trong bóng đá hiện đại là có được những hậu vệ cánh bay bổng. Có một thông tin chi tiết hơn về cuộc phỏng vấn với UEFA khoảng 3 tháng sau. Solskjaer nói, tốc độ và sức mạnh, Man United, đó là những gì chúng tôi đang có. Khi bạn đang sở hữu những cầu thủ với tốc độ như Paul Pogba, Anthony Martial, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, đó là cách mà chúng tôi chơi với Andy Cole và Dwight York, với Ryan Giggs và David Beckham ở hai bên. United tấn công nhanh chóng và đó cũng là triết lý của chúng tôi. Đúng vậy, chúng ta cần thừa nhận United đã thực sự đạt phong độ cao nhất dưới thời Solskjaer khi tấn công chớp nhoáng, sử dụng tốc độ của Rashford và Martial. Nhưng họ vẫn là đội thiếu khả năng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và khả năng xâm nhập trong phạm vi rộng. Vào thời điểm này năm ngoái, kế hoạch của họ xoay quanh việc ký hợp đồng với Erling Haaland từ Red Bull Salzburg, nhưng Borussia Dortmund đã giành chiến thắng chung cuộc, để rồi United buộc phải chiêu mộ Odion Ighalo vào tháng riêng và Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng trước. Bước vào mùa hè này, họ đã cố gắng giải quyết điểm yếu lâu nay ở cánh phải bằng cách theo đuổi Jadon Sancho, nhưng Facundo Pellistri và Amad Diallo mới là những người cập bến Old Trafford. Ở khu vực trung tuyến, United đã có Pogba và Bruno Fernandes nhưng vẫn đưa về Donny van de Beek với giá 40 triệu bảng và đến nay thì anh vẫn chưa có cơ hội đá chính ở Premier League. Cuộc hôn phối của Solskjaer được tạo ra để giải quyết tất cả những vấn đề như thiết lập lại bản sắc truyền thống của United về tầm nhìn hay phong cách chơi nhất quán. Nhưng chúng ta cần biết rằng, Mourinho sau 100 trận đấu đã có đến 62 trận thắng, 23 trận hòa và chỉ 15 trận thua. Và thời điểm đó, United đang bị Man City bỏ xa ở Premier League, nhưng họ vẫn thắng 25 trong số 36 trận trên mọi đấu trường. Về phần Van Gaal, ông đã thắng 52 trận trong 100 trận đầu tiên và bị sa thải 3 trận sau đó, mặc dù đã giành được chức vô địch FA Cup và có một số thành tựu nhất định về mặt đào tạo trẻ.
Câu hỏi thực sự quan trọng bây giờ là liệu United có đang tiến bộ, đi đúng hướng hay không? Có khiến người hâm mộ United lạc quan rằng thời cơ tốt đẹp đang đến gần hay không? Những chiến thắng trước Newcastle, PSG và Leipzig đã mang lại hy vọng đó, nhưng chỉ cần thêm một bước lùi nữa là những lo lắng và bất ổn cũ lại một lần nữa nổi lên. Sau 100 trận đấu dẫn dắt và chi khoảng 270 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, Solskjaer chắc chắn sẽ tiến gần hơn rất nhiều đến việc tìm ra giải pháp. Và ông nên như vậy. Tuy nhiên, hiện nay người ta vẫn chẳng biết vấn đề của United thực sự là gì. Họ đôi lúc tỏa sáng rực rỡ, nhưng đôi lúc lại chờ như những kẻ nghiệp dư. Nói đâu xa, đội bóng này hạ cả PSG và Leipzig, nhưng vừa thất bại khó hiểu trước Istanbul Başakşehir. Đó mới là điều đáng nói.